anh vào cảm xúc đau lòng. Em biết không, giả sử như em là anh thì em chịu được không? Anh cũng biết thân phận của anh, em hiểu không? Anh vẫn cố gắng chăm lo nhưng em dỗi anh bao lần. Anh ta vốn dĩ giàu sang, còn anh thì bữa cơm manh áo cơ hàn. Đôi tình đôi áo đôi anh, em cần phồn hoa đến thế. Thôi anh cũng đành cuộc đời làm thuê phiêu bạt nơi xứ người. Bao nhiêu thứ lo toan nên chẳng có thời gian chăm sóc em. Sáng đêm nhưng cũng chẳng giữ được em. Còn nhìn về tương lai anh chẳng ngại thất bại. Và lựa chọn đúng sai em sẽ biết sau ngày mai. Người ta tốt với em liệu còn có tốt với ai? Còn anh thì ngược lại nên yêu em mãi là sai. Chăm sóc em tận tình như người kia mới đến. Anh làm cả sáng đêm nhưng cũng chẳng giữ được em. Còn nhìn về tương lai anh chẳng ai thất bại. Và lựa chọn đúng sai em sẽ biết sau ngày mai. Người ta tốt với em liệu còn có tốt với. Tại sao? Vì nghèo. Vì anh nghèo. Và vì tôi cũng nghèo. Mà tôi thì không muốn sống cuộc sống nghèo khổ mãi như vậy. Nhưng mà anh cũng đã cố gắng qua nước ngoài để kiếm tiền lo cho em à? Anh sang nước ngoài mấy tháng trời mà anh vẫn chưa sáng mắt ra hả? Tôi chắc chắn với bản tính của anh thì anh sẽ chọn những công việc hợp pháp. Mà hợp pháp thì chắc chỉ đủ để trả số nợ lúc đi nước ngoài anh để lại. Bất quá thì cũng dư được chút đỉnh.
mà anh yêu đó thì làm sao lo được cho tôi. Anh cũng biết thân phận của thôi, anh tự lo cho bản thân anh đi. Chúng ta chia tay. Cố gắng chăm lo nhưng em dỗi anh bao lần. Anh ta vốn dĩ giàu sang, còn anh thì bữa cơm manh áo cơ hàn. Đôi tình đôi áo đôi anh, em cần phồn hoa đến thế. Thôi anh cũng đành cuộc đời làm thế. Some